Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring đến từ thương hiệu Gian. Mẫu dòng touring cao cấp ở model Gian XCR 3007, một trong những model cao cấp nhất của dòng xe touring có giảm xóc đó nhá. Và cái mẫu Gian 3007 này được trang bị với cấu hình rất là khủng, đồ DR cộng SLX. Cũng là rất lâu rồi em về một chiếc dòng touring XCR 3007. Và cái độ mới của xe là gần như tuyệt đối nhá. Bây giờ xin mời các nhóm cùng về với chiếc xe. Vâng, xin chào, đây là cái mẫu dòng Gian touring có giảm xóc, dòng mẫu cao cấp nhất của dòng touring có giảm xóc XCR 3007. Thì thường thì em về những mẫu dòng Gian XCR 3005 rất là hiếm về những dòng xe XCR 3007, thì cũng rất lâu rồi, khoảng độ hơn tháng nay em về một chiếc ạ. Lần này em về một chiếc với cái tông màu lâu đỏ nhá, tông màu rất là đẹp. Đây là cái tông màu đẹp nhất của dòng XCR 3007. Bây giờ xin vào đi qua lớp sơn của xe. Lần này em về một chiếc cái tông màu lâu đỏ nhá, xe mới tuyệt đối. Để về một chiếc dòng xe XCR 3007 mà có độ mới hoàn toàn như vậy rất là hiếm nhá. Rất nhiều các bác hỏi em về những cái dòng mẫu dòng xe touring có giảm xóc của thương hiệu Gian. Gian thì luôn đứng đầu bảng về cái dòng xe về khung rồi. Xe sử dụng với hợp kim nhôm alloy XX, hợp kim nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe Gian cao cấp. Website chính hãng của Gian với cái tông màu lâu đỏ, đây là cái tông màu đẹp nhất mà em đánh giá là của dòng 3007. Và lần này em về một chiếc xe là độ mới gần như hoàn toàn luôn nhé, rất là mới luôn, rất là hiếm về những mẫu dòng 3007 về anh em. Phải được hơn tháng nay rồi về một chiếc xe trang bị với bộ rơm sườn cao cấp của bút ghi đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe ghi đông chính hãng của Gian, tay lắm cao su chính hãng của Gian luôn đó nhá. Tay cầm của Gian này chính hãng Gian luôn, nguyên bản theo xe rất là mới luôn đó nhá, rất là hiếm về một chiếc xe mà có độ mới gần như tuyệt đối. Xe trang bị với cấu hình rất là khủng, cấu hình Shimano SLX, tay bấm xả bằng chất sử dụng với cụm phanh dầu của Shimano. Bên phải em được trang bị với dây bên tầng đĩa một tay bấm xả của Shimano SLX và cụm phanh dầu của Shimano. Đằng trước sau thì có đèn phản quang nguyên bản theo xe. Xe trang bị với giảm xóc dầu sâm tua nguyên bản theo xe. Mayer chính hãng với bản theo xe Mayer của Gian. Vành chính hãng với bản theo xe, vành của Gian luôn mất nhá. Vành của Gian. Lốp zin theo xe, lốp chính hãng của Gian. Lốp còn rất là mới luôn nhá. Cái ta lông lốp vẫn còn nguyên đúng không? Bề mặt lốp này. Để chờ đợi một chiếc xe dòng Gian XCR 3007 về bên em cực kỳ là hiếm về. Mà xe lần này em về độ mới rất là cao. Mã vạch chính hãng ở dưới khung xe. Đây bên dưới khung xe chính hãng của Gian. Bác nào hỏi em về những cái dòng xe touring cao cấp, đây một sự lựa chọn cho bác rất là tốt. Độ mới của xe gần như tuyệt đối. Mẫu model XCR 3007 các bác có thể tham khảo thêm trên mạng. Hộp yên chính hãng của Gian, hộp yên nhôm nguyên bản theo xe. Dòng Gian XCR 3007 được sử dụng với yên hai miếng có phản quang hai bên, yên của LMT, yên còn rất là mới luôn. Phản quang miếng sau cũng còn nguyên trên xe. Lần này em về một chiếc là size M không nhé. Cạp đĩa của Shimano DR LX, đùi đĩa trục rỗng, hai tầng đĩa, củ đề Shimano DR,
trang bị với 10 tầng lip, lipstick còn rất là mới. Bây giờ sau là chính hãng của Gian, vành của Gian, gương mặt theo xe, lốp zin lốp của Gian. Và bây giờ xin cho con đứng của khung xe. Chiều cao đứng ở khung xe là size 49. Chiều ngang khung là 54. Thế là các bác cao 1m63 đến chiều 1m7 đi vừa. Xe là em về chiếc size M quá nhá. Xe trang bị với 10 tầng lip, đơn lip này. Lip xích zin nguyên bản cho xe còn rất là mới. Xuống lip. Bên phải em một đùi đĩa 2 tầng, hạt đĩa DOD LX, xuống đĩa, đùi trục rỗng, lên đĩa. Rất là bon. Một trong những cái model mà rất là hiếm về bên em, mẫu model cao cấp của dòng Gian có lỏng sóc, dòng XCR3007. Lấy em về lượng chiếc xe còn rất là mới. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring, thương hiệu đến từ Gian, model cao cấp XCR3007 có lỏng sóc. Xe trang bị với group FLX cộng DOD và xe cũng rất là mới. Xe giá tốt bên em là 11,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm hãy qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn bác cho ngày mai.